những sinh viên trẻ trung và năng động. Họ muốn tìm việc làm thêm để có thêm thu nhập. Nga đang tìm việc làm thêm tại một cửa hàng ăn nhanh. Nam mong muốn được làm thêm tại một quán cà phê. Nhưng những yêu cầu về hồ sơ, phỏng vấn, phương tiện đi lại thực sự là những khó khăn đối với họ. Ứng dụng di động do Prefer sẽ giúp bạn điều đó. Dễ dàng cài đặt và sử dụng trên điện thoại Android và iOS. Tính năng tìm kiếm việc làm xung quanh bạn giúp các ứng viên có thể tìm kiếm việc làm thêm xung quanh nơi ở của mình ngay trên bản đồ của Jobriefer. Các ứng viên có thể tìm kiếm việc làm thêm một cách đơn giản nhất, lại vừa có thêm hoa hồng từ chính Jobriefer với tính năng giới thiệu việc làm. Cho phép các ứng viên có thể trò chuyện, trao đổi việc làm trực tiếp với nhà tuyển dụng. Không tốn kinh phí đi lại, không phải in ấn hồ sơ. Chỉ cần có Internet, bạn có thể kết nối mọi lúc mọi nơi với mạng xã hội việc làm. Jobriefer, nơi khởi đầu sự nghiệp.